Thuật thức lửa của Sukuna đã xuất hiện và uy lực khủng khiếp của nó đã được bộc phát trong cháp 259 tuần này. Không một sinh vật sống nào có thể chịu nổi nhiệt độ và áp lực bên trong lãnh địa kỳ dị này của Vua Nguyền Hồn. Cách duy nhất để nhân vật chính Yuji Itadori sống sót chính là phải hy sinh Chozo, người anh trai quốc dân của chúng ta. Đây ác hẳn là một tình huống đáng tiếc. Nhưng khi đối mặt với Sukuna, kẻ mạnh nhất mọi thời đại, thì sự đánh đổi chắc chắn phải xảy ra. Không những thế, khi lên kế hoạch đánh bại Vua Nguyền Hồn, cả nhóm Yuji phải cẩn thận, không để Yuji biết hết tất cả chi tiết, nhằm loại bỏ khả năng bị lộ bài do liên kết linh hồn sinh đôi giữa Sukuna và Yuji. Điều này lý giải cho sự quay trở lại của nhân tố bất ngờ. Todo Aoi vẫn chưa chết, hứa hẹn anh chàng cơ bắp này sẽ cùng với Yuji cho ra một màn trình diễn vô cùng ấn tượng trước Vua Nguyền Hồn. Thế nhưng trước đó thì liệu Yuji và đồng đội đã đối phó như thế nào trước lãnh địa trảm kích hỏa diễm tất sát của hắn? Hãy cùng mình phân tích cháp 259 trong video ngày hôm nay nhé. Ở những diễn biến cuối cùng của cháp trước, nhóm Yuji đã sống sót qua được đợt sóng trảm kích kinh khủng đang dang dở bên trong phục ma ngự trụ tử của Sukuna bằng cách sử dụng dạng dị lĩnh vực mới mà họ đã phát triển trong khoảng thời gian một tháng luyện tập. Và mặc dù Yuji cuối cùng vẫn bị thương tích đầy mình và một chân bị chặt đứt, nhưng cậu vẫn ngay lập tức nối lại chân nhờ vào khả năng điều khiển máu linh hoạt giống như xích huyết thao thuật của Chozo. Ngay lúc tưởng chừng như các chú thuật sư đã vượt qua đợt xung kích, thì Sukuna thi triển bất ngờ thuật thức lửa. Trước khi thảm họa xảy ra, thì bắt đầu cháp 259, Yuji, Chozo và Kamo xuất hiện trong flashback ở khoảng thời gian một tháng luyện tập. Yuji hỏi Chozo dạy mình kỹ thuật huyết liễm, nhưng Chozo dạy chẳng hiểu gì cả. Là anh trai quốc dân không có nghĩa là một giáo viên giỏi. Vì vậy mà thay vào đó, Kamo đã giải thích rõ ràng cho Yuji về cách thức hoạt động của thao túng máu và huyết liễm. Cụ thể thì huyết liễm là kỹ thuật cô đặc máu đến cực hạn, từ đó thi triển ra nhiều kỹ thuật gây sát thương khác nhau như xuyên huyết và siêu tân tinh. Chozo là một chú thầy cựu tướng đồ nên anh có thể sử dụng xích huyết thao thuật một cách tự nhiên. Thế nên Noritoshi phải can thiệp và mở ra lý thuyết cơ bản cho Yuji. Chozo mếu mặt nhìn Noritoshi giảng giải cho Yuji một cách hiệu quả. Chozo tự ái và muốn flex về trình độ xích huyết thao thuật của mình. Cậu ta đề nghị dạy Yuji sử dụng chiêu thức cấp cao như siêu tần tinh, nhưng Kamo bác bỏ đề xuất của Chozo và nói rằng Yuji chỉ nên học điều khiển máu cơ bản để hiểu biết cách cầm máu và khâu vá vết thương, khiến cho Chozo buồn bã hơn dỗi vì không thể dạy được Yuji. Nhưng mà phải công nhận, nhìn Chozo rất tận tâm và nỗ lực cho em trai của mình. Tiếp theo, Yuji cũng tiết lộ rằng người thứ hai mà cậu hoán đổi thân thể là Yuta. Chúng ta không biết cụ thể Yuji hoán đổi với Yuta để học kỹ thuật gì, nhưng mình đoán có lẽ là Yuji cũng phải hoán đổi thân thể với một người sử dụng phản chuyển thuật thức, vì giới hạn kỹ thuật hoán đổi linh hồn của Yui là hai lần hoán đổi trên một người, bởi thời gian luyện tập cũng chỉ có một tháng. Rõ ràng là Yuji đã thực hiện một lần hoán đổi với Kusakabe để học kỹ thuật kết giới từ chấp trước, còn sau đó hoán đổi với Yuta thì mình đoán là để đạt được phản chuyển thuật thức, bởi vì những người khác sử dụng phản chuyển thuật thức phức tạp và khó hiểu hơn nhiều, chẳng hạn như phản chuyển thuật thức của Hakari gắn liền với phần thưởng độc đắc sau khi lãnh địa tọa sát bắt đồ của anh, hay Soko thì ông thầy nhí nhố nói là diễn giải rất lòng vòng khó hiểu, vì vậy mà việc hoán đổi thân thể với họ sẽ không thực sự hữu ích. Quay trở lại với hiện tại, lãnh địa phục ma ngự trụ tử bây giờ không giống như một ngôi miếu mà chúng ta từng thấy lúc Sukuna bành trướng lãnh địa. Nó bao gồm bên trong một số khế ước cho phép Sukuna sử dụng thuật thức lửa, có thể nói là được tạo nên từ bát và giải của trảm kích. Sát thương của những tia lửa này đương nhiên là rất khủng khiếp, nhưng tốc độ và phạm vi của chúng là không đủ để đánh trúng Yuji, đặc biệt là Maki với thiền dữ chú phượt của chị. Đồng thời, bát và giải có vẻ như là chìa khóa để cánh cổng thuật thức lửa mở ra. Chưa rõ cánh cổng này là gì, nhưng mình nghĩ rằng cánh cổng này có liên quan đến phương thức đặc biệt mà Sukuna đã sử dụng để sở hữu nhiều thuật thức. Sukuna cũng biết là phạm vi ảnh hưởng bị thu hẹp vì nó có phạm vi ảnh hưởng nhỏ hơn. Để giải quyết những vấn đề này, Sukuna đã tự áp đặt nhiều khế ước ràng buộc lên bản thân, như những gì hiện ra trước mắt, vùng không gian rộng lớn ở Shibuya bốc hơi. Đợt trước, trảm kích đã hoàn tất công đoạn phân rã mọi thứ bên trong phục ma ngự trụ tử. Bây giờ tới lượt thuật thức lửa thiêu cháy những gì còn sót lại. Áp lực và nhiệt độ kinh khủng của nó chuyển hóa từng phân tử bên trong lãnh địa bằng những đợt xung kích phóng xạ nhiệt áp, đảm bảo rằng không một sinh vật sống nào tồn tại được. Kỹ thuật tấn công này đã được Sukuna thi triển ở sự kiện Shibuya, thứ mà đến cả khả năng thích nghi bá đạo của Mahoraga cũng không thể chịu nổi. Trong lúc đó, hiển nhiên Uraume và Hakari cũng cảm nhận được tầm ảnh hưởng của trận chiến. Còn về trận chiến giữa cả hai thì phải nói là nó dài hơn so với Gojo rất nhiều, nhưng chúng ta lại chẳng có thông tin gì về nó. Có lẽ
tất cả mọi người đều biết Hakari chỉ đứng đó để ngăn không cho Urahime tham gia hỗ trợ Sukuna. Với khả năng duy trì chú lực gần như vô hạn của mình thì Hakari là người thích hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ này. Trong lúc đó thì Urahime tự tin rằng chiến thắng sẽ thuộc về phe Sukuna. Đã có nhiều trận chiến khác nhau xảy ra theo góc nhìn này, Gojo với Sukuna, Yuta, Maki, nhưng mà mình thấy thời gian chiến đấu càng lâu càng có nghĩa là trận chiến của họ được định sẵn là hoành tráng, nên thực sự rất hy vọng tác giả GG sẽ cho chúng ta thấy trận chiến đó. Quay trở lại với tình huống hiện tại, trước khi ngọn lửa đánh trúng Yuji, Choso đã hy sinh thân mình và lao ra như một lá chắn máu bao quanh Yuji. Có vẻ như để tấm lá chắn đủ sức chịu áp lực công phá từ thuộc tức lửa của Sukuna thì Choso đã phải hy sinh rất nhiều máu, cuối cùng là dẫn đến tử vong sau khi ngọn lửa ảnh hưởng đến cơ thể của Choso. Anh dần dần mất đi ý thức trong khi lẩm bẩm xin lỗi vì anh đã vô dụng trong suốt quá trình tập luyện. Sau đó, chúng ta thấy Choso và Yuji đang ở thế giới linh hồn tưởng tượng. Em đã học phản chuyển thuộc thức rất nhanh, thậm chí là còn nhanh hơn anh rất nhiều. Yuji nói, là do Sukuna sử dụng cơ thể em mới có thể đạt được điều đó. Nhưng Choso đáp lại, không sao, em trai vượt qua anh trai là điều đương nhiên. Choso nói điều đó không hề có chút ghen tị hay trách móc nào. Anh ấy mỉm cười và nói theo cách thể hiện sự tự hào dành cho Yuji. Yuji mắng Choso và nói, anh không thể biến mất như vậy được. Choso đáp, em nói đúng, mình cũng cần phải xin lỗi cả Yuki nữa. Choso nhớ đến đoạn Yuki nói chuyện với anh ở quán bar, khuyên Choso không nên mang tâm lý hy sinh vì anh cần ở bên cạnh Yuji, cần có mặt trong cuộc sống của Yuji, nếu không Yuji lại sẽ ở một mình. Vì vậy, lý do Choso nhắc đến việc xin lỗi Yuki một lần nữa là bởi cậu sắp để Yuji lại một mình. Tuy nhiên Yuji trả lời, anh luôn ở bên cạnh em khi mọi thứ khó khăn nhất. Điều đó là đã quá đủ rồi. Nó khiến mình nhớ lại cảnh Choso ở bên cạnh Yuji ngay sau các sự kiện ở Shibuya. Rõ ràng Yuji sau Shibuya đang trải qua một trong những thời điểm tăm tối nhất của mình. Vậy nên việc Choso luôn ở đó để động viên cậu ấy chính là ý nghĩa của việc làm anh trai. Choso sau đó đã đoàn tụ với Eso và Keijizu. Quay trở lại với thực tại, lời cuối cùng Choso nói là cảm ơn Yuji vì đã trở thành em trai của anh. Yuji tạm biệt Choso khi cuối cùng cậu cũng nói cảm ơn anh trai. Wow, đây đúng là phần cảnh lấy đi nước mắt. Choso hy sinh để cứu em trai của mình rất phù hợp với tính cách của anh. Khi mọi thứ sụp đổ, Yuji bất lực hỏi mọi người có ai còn sống không? Cảm giác này thật tuyệt vọng, bởi vì còn ai khác cảm nhận được bầu không khí Shibuya chỉ qua những khung hình và lời thoại của Yuji lúc này. Ngay bây giờ, Yuji còn không biết tình trạng của mọi người sau khi Sukuna tung ra đòn tấn công dữ dội này. Bởi vì như chúng ta đã thấy, trong khung hình này, có vẻ như nó đã phá hủy mọi thứ trong bán kính của lãnh địa. Yuji đã tự thuyết phục mình rằng, mình chỉ là một cỗ máy, bất kể có chuyện gì xảy ra, bản thân cũng chỉ là được sinh ra để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi sức nóng của địa hình xung quanh bị thiêu đốt bắt đầu ập đến, nó đã làm lay động sự quyết tâm của cậu, quyết tâm trả ơn người anh trai đã hy sinh mạng sống để bảo vệ mình. Trong cơn tuyệt vọng, Yuji nhìn thấy Sukuna đang bước về phía mình, nhưng Aoi Todo một lần nữa xuất hiện trên chiến trường để giúp đỡ người anh em cùng cha khác mẹ. Không thể tin được, Todo xuất hiện trên chiến trường trong đoạn hồi tưởng. Anh cùng Meme bí mật lên kế hoạch giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong lãnh địa của Sukuna bằng cách sử dụng quả của Meme và bất nghĩa du hí của Todo. Anh nói rằng có thể đưa mọi người ra ngoài, mặc dù lãnh địa của Sukuna sẽ giết chết tất cả mọi thứ bên trong ngay lập tức, một chạm là chết. Todo không thể đảm bảo tính mạng của họ. Nhưng đây là một ý tưởng hay để thử. Meme nói rằng vì Todo sẽ ở bên ngoài lãnh địa của Sukuna, nên nếu thực hiện kế hoạch ứng cứu, Todo phải mở rộng phạm vi của thuộc thức bất nghĩa du hí lên rất nhiều, nên mới hỏi rằng liệu anh ấy có thực sự có thể làm được điều đó với đôi tay của mình không. Todo nói rằng anh ấy không chắc chắn sẽ thành công, nhưng anh có thể cảm nhận được nhịp đập của bất nghĩa du hí. Todo nói thêm rằng họ không thể cho Yuji biết về kế hoạch này. Sukuna và Yuji là hai linh hồn trong một thể xác. Mặc dù đó là chuyện trong quá khứ, nhưng kế hoạch và mối liên kết vẫn còn đó rất mạnh mẽ. Vì vậy mà có khả năng kế hoạch của họ sẽ vô tình bị tiết lộ cho Sukuna và khiến nó bị phá sản. Wow, đối với một người tự cho mình có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, thì đây quả là một nước đi thông minh đến từ Todo. Anh ấy đã tính tới mọi khả năng, mọi chi tiết cẩn trọng để đảm bảo mọi người chiến thắng trước Sukuna. Quay trở lại thời điểm hiện tại, có rất nhiều thông tin chưa được hé lộ cho Yuji. Chúng ta nắm được tình hình trên chiến trường vì chúng ta có được góc nhìn từ người kể chuyện, khi mà ngay cả Todo cũng không chắc về sự an toàn của đồng đội của mình. Không những thế, Todo không thể đưa Choso và Yuji ra ngoài vì cả hai đều đang ở ngay trung tâm của lãnh địa. Todo biết mình không thể giải thích tất cả điều này cho Yuji, nhưng cần phải động viên cậu ấy. Todo hét lớn, xin lỗi em trai, nhưng những người khác có lẽ đều sẽ ổn cả thôi. Chỉ bằng âm thanh dõng dạc đó, Todo ngay lập tức nâng cao tinh thần của Yuji, chấp chuyện kết thúc với khung cảnh Yuji cùng Todo tiến về phía Sukuna. Sukuna hiện tại đang ở trạng thái kiệt sức do sử dụng kỹ thuật nguyền rủa quá nhiều. Vì vậy bây giờ Sukuna chỉ có thể dựa vào tay không của mình để chiến đấu mà thôi. Trong lúc đó, ý chí huynh đệ đang dẫn đường cho cả hai tiến tới chiến thắng.
Quả là một chấp chuyện bùng nổ phải không nào? Lần cuối mà chúng ta thấy Aoi Todo trong manga là khi anh ấy hỗ trợ chiến đấu với Mahito cùng với Yuji Itadori ở Shibuya. Kể từ đó, hơn 125 chap trôi qua, Aoi Todo hoàn toàn biến mất kể từ Tử Diệt Hồ Du. Thậm chí là các phân cảnh hồi tưởng gần đây cũng không có Todo ở trong đó. Lý do là ở trận chiến cuối cùng ở Shibuya, Mahito đã biến cánh tay trái của Todo thông qua kỹ thuật chắc chắn trúng đích của lãnh địa 0,2 giây. Điều này buộc cho chú thuật sư cấp 1 Todo phải chặt đứt cánh tay của mình để ngăn chặn sự biến đổi lan rộng khắp cơ thể. Và với việc mất đi một cánh tay, kỹ thuật nổi tiếng bất kỳ du hí dường như đã chết, hoặc ít nhất là chúng ta nghĩ vậy, vì anh ấy không thể vỗ bằng hai tay được nữa. Tuy nhiên ở trang cuối của chap này, có vẻ như băng quấn cánh tay trái của Todo đang được tháo ra, một hành động tô điểm thêm cho màn xuất hiện hoành tráng của Todo, chứng tỏ rằng anh đã hoàn toàn sẵn sàng đối đầu với đối thủ mới, đối thủ mạnh nhất giới chú thuật sư từ trước tới giờ. Điều này khiến mình suy đoán rằng có lẽ thuật thức bất nghĩa du hí chắc chắn sẽ quay trở lại, thậm chí nó còn lợi hại hơn lúc trước. Ví dụ như Todo có một cánh tay giả hay gì đó, ý mình là bằng cách nào đó bất nghĩa du hí phải quay trở lại, bởi vì anh ấy đã dịch chuyển Maki, Ino và Miwa ra ngoài lãnh địa. Tin tốt là chuyện Jujutsu Kaisen sẽ không nghỉ ở tuần sau, vì vậy chúng ta sẽ không cần phải đợi chờ quá lâu để biết được điều gì sẽ xảy ra. Còn cái chết của Choso thì thành thật mà nói, Choso đã từng thoát khỏi quá nhiều Death Flash, tới nỗi mà mình thực sự nghĩ rằng anh ấy sẽ sống sót đến cuối bộ truyện. Nhưng sau đó, nếu xem xét lại thì chúng ta nhận ra rằng, rốt cuộc, vai trò của Choso là người anh cả chăm sóc các em trai. Thế cho nên, vì khi sinh đã bảo vệ em trai Yuji, kết cục đó là không thể tránh khỏi. Không chỉ vậy, Choso còn có cơ hội để chuộc lỗi của mình trong sự kiện Hoàng Tinh Cung. Choso đã kể cho Yuki nghe về mong muốn được sống như con người của mình. Nhưng ngay từ đầu, khi hắn và các anh em được sinh ra, Choso đã cho họ sống như nguyền hồn vì thân thể họ không giống người và anh sợ loài người sẽ không chấp nhận họ. Tuy nhiên vì đã chọn con đường dễ dàng sống như một nguyền hồn thay vì một con người, Choso đã coi đó như là một lựa chọn sai lầm và đây chính là hình phạt cần thiết mà anh muốn hướng tới. Điểm chính mà mình muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là sự khác biệt giữa việc sống như nguyền hồn và sống như một con người. Khi sống như một nguyền hồn, anh em Choso đang bước đi trên con đường của ác quỷ, giết tất cả mọi người ở Shibuya mà không hề hối hận và do đó vô tình giết luôn cả những người em trai của mình. Đúng vậy, thay vì đổ lỗi cho Yuji về cái chết của Keijiru và Eso, Choso với tư cách là anh trai đã tự trách cả mình vì nếu anh chọn sống như một con người ngay từ đầu thì các em trai đã không phải chiến đấu lẫn nhau như vậy. Nghe đúng là sặc mùi overthinking phải không nào? Dù sao thì cũng mong anh đang nghĩ. Và đó cũng là lúc mà Yuki nói với Choso, hôm nay anh đã chết như một lời nguyện, từ giờ trở đi hãy sống như một con người. Quay trở lại với phần cuối của video, theo dõi Yuji như một đứa em trai thực thụ. Và cuối cùng, thay vì khiến các em trai của mình chết vì đứng về phía cái ác, lần này Choso đã có thể cứu Yuji khỏi ngọn lửa của Sukuna, khẳng định lại số phận của mình là một con người. Mình nghĩ đó là một phần tuyệt vời trong tính cách của Choso, đặc biệt là vì anh thực sự được sinh ra là một nửa người, nửa nguyên hồn, đã vật lộn để cố gắng sống như một trong số bọn họ ngay từ đầu. Choso cũng đã từng sống như lời nguyện, nhưng cuối cùng anh chọn sống như một con người. Choso là một trong những nhân vật yêu thích trong Jujutsu Kaisen, không phải do bình chọn ở Nhật Bản, mà là mình nghĩ là vì hình tượng Oni-chan của Choso đã được tác giả Gege xây dựng, gắn liền với cái tên của anh, khá là đau lòng khi phải chứng kiến anh trai quốc dân phải dừng lại sau khoảng thời gian đồng hành cùng Yuji, nhưng cũng khá là yên tâm khi Yuji không sụp đổ hoàn toàn ý chí, bởi Todo đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa, dịch chuyển nhiều mục tiêu cùng một lúc. Có thể tưởng tượng rằng Todo đã phong ấn bàn tay của mình trong băng quấn với khoảng thời gian rất lâu. Và giờ đây, khi xuất hiện hoành tráng cùng hành động xé băng quấn, ta có thể mong chờ một chiến thắng đến rất gần với nhân vật chính và Todo. Hơn nữa, Todo cũng có nói rằng Maki và Ino vẫn ổn, nên khả năng cao chị Đại vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Yuji để đối phó với những vấn đề phát sinh sau này. Và thêm nữa, có lẽ mình có hơi lạc quan, nhưng Todo đã quay trở lại, thì tại sao Nobara lại không? Cô cũng chưa rõ sống chết ra sao mà. Tuy rằng tỷ lệ thấp hơn Todo nhiều, nhưng việc Todo quay trở lại khiến cho chúng ta cảm thấy rằng bất kỳ việc nào cũng có thể xảy ra ở thời điểm này của trận chiến. Các bạn nghĩ sao về chap mới tuần này? Comment phía dưới video cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.